từ năm 1840 với bức dụ cho phép khai thác than của vua Minh Mạng ở vùng than Đông Triều. Di tích địa điểm khai thác than đầu tiên mãi mãi là niềm tự hào về lịch sử hình thành giai cấp công nhân mỏ và truyền thống lịch sử công cuộc khai mỏ của các thế hệ thợ mỏ. Tương truyền than đá được người xưa phát hiện từ lâu, còn theo sử sách, đến đầu thế kỷ 19, triều đình nhà Nguyễn mới bắt đầu chú ý đến việc khai thác và sử dụng than đá. Vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ, chuẩn y sớ tấu, lấy sức dân khai thác 1.000 tấn than ở núi Yên Lãng, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều ngày nay, chuyển về kinh đô Huế sử dụng, chủ yếu dùng trong việc đúc tiền và rèn vũ khí. Sách Đại Nam Thực Lục có chép sự việc này. Tháng 12 năm 1839, Tổng đốc Hải Yên là Tôn Thất Bật dâng sớ xin thuê mướn dân đào than ở núi Yên Lãng Đông Triều. Trước đó, bộ hộ đã tự đào lấy 10 vạn cân đưa nộp về kinh. Vua phê bảo, dân hạt đó vừa mới được hồi lại, sao nỡ đem việc chưa cần kíp ra làm mệt nhọc người ta, chậm chậm lại cũng chưa muộn. Bản dụ được vua Minh Mạng viết bằng mực đỏ trên một tấm lụa tơ tằm màu vàng cách điệu. Tấm lụa dài 115cm, rộng 55cm, trên mặt có dệt dòng mây cùng các ô hoa văn, chữ thọ, hoa sen. Xung quanh diềm có các dải băng hoa tranh cách điệu. Nội dung bức chỉ dụ này được dịch như sau. Tháng này, Tổng đốc Hải Yên Tôn Thất Bật tâu xin thuê dân công đào mỏ lấy than ở núi Yên Lãng Đông Triều thuộc hạt đó. Trước đây, bộ hộ đã tự cho hạt đó đào lấy 10 vạn cân than đúng kỳ, trở về kinh đô giao nạp. Chậm nghĩ nhân dân hạt đó vừa mới lại được yên ổn, sao nỡ đem việc không gấp gáp mà làm họ vất vả. Cứ thư thư mà làm, nhưng không bỏ bể là được. Bức dụ trên mang đậm tính nhân văn bởi đức vua muốn kiểm soát quan lại không được vắt kiệt sức dân. Đặc biệt nó đã giải quyết công ăn việc làm cho dân, góp phần an sinh xã hội. Đồng thời bức dụ cũng cho phép xác nhận mốc ra đời, chính thức mở ra ngành công nghiệp khai thác than trên đất nước ta. Ngày 10 tháng 1 năm 1840, tức ngày 6 tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 20, và vua Minh Mạng được tôn thờ là người có công khai sáng, là ông tổ của ngành khai thác than. Như vậy, không phải người Pháp mà chính người Việt là những người đầu tiên đã phát hiện ra than đá và khai thác than đá ở Đông Triều. Công cuộc khai thác than đá phục vụ cho nhà nước phong kiến sử dụng là được sự cho phép của nhà nước phong kiến lúc bấy giờ. Công cuộc khai thác than đá đã hình thành đội ngũ thợ mỏ ở địa phương để khai thác than đá tại Đông Triều trước khi triều đình nhà Nguyễn ký bán khu mỏ Đông Triều cho người Pháp để lập công ty than Đông Triều vào năm 1888. Địa điểm mà bức dụ đề cập là núi Yên Lãng thuộc thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, cách thành phố Hạ Long hơn 50 km. Khu vực này gần đường vận tải của vỉa số 9, gần hồ Cầu Cuốn, gần bãi thải của mỏ Mạo Khê và vẫn còn dấu tích bãi đúc tiền cổ. Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam đã được khoanh vùng di tích. Đây là một quần thể di tích có hai khu, khu miếu mỏ rộng 40 hectare và khu đền Bà Chúa Kẽm rộng 3,5 hectare, cách nhau khoảng hơn 1 km. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công nhận địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng là di tích cấp tỉnh. Sau đó, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã duyệt đề cương và dự toán, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích nhằm biến nơi đây thành nơi du lịch về nguồn của ngành than Việt Nam. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng thuộc thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều là di tích cấp tỉnh. Đây là một quần thể di tích có hai khu, một khu có di tích miếu mỏ rộng 40 hectare và một khu có di tích đền Bà Chúa Kẽm rộng 3,5 hectare, hai khu cách nhau khoảng hơn 1 km.
Năm 2009, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu trên 52 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã xây dựng thạch trụ Yểm Sơn, mở đầu cho công việc tôn tạo di tích nhằm đưa di tích lịch sử, địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam trở thành nơi du lịch về nguồn của ngành than Việt Nam. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử, địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại xã Yên Thọ có diện tích nghiên cứu quy hoạch 87,75 ha, diện tích vùng bảo vệ di tích 41,2 ha, khu vực lập quy hoạch chi tiết trên 23,5 ha, gồm khu di tích đền thượng Miếu Mỏ trên 4,7 ha, khu di tích Miếu Bãi Tràng Tiền 1,2 ha, khu thạch trụ Yểm Sơn gần 2,3 ha, khu đền Hạ trên 2,5 ha, khu bảo tàng ngành than khoáng sản Việt Nam trên 2,5 ha, khu tái tạo cảnh quan tự nhiên trên 4,3 ha, khu quản lý di tích và tiếp đón khách tham quan trên 0,8 ha. Gần đây nhất, đầu tháng 11 năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm những người thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than. Nhà bia nằm trong dự án khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Láng, xã Yên Thọ, đặt ở bên trái đền thượng trên đường bộ hành dẫn từ Nghi Môn Ngoại lên Nghi Môn Nội, quay hướng nam vuông góc với trục chính tâm của đền thượng và nằm trong khuôn viên cây xanh. Công trình có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thợ mỏ, là địa chỉ tâm linh để ôn lại lịch sử truyền thống, tưởng nhớ cội nguồn, tri ân tổ nghiệp và đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than. Chúng tôi cũng rất là tâm niệm, cũng muốn là những cái hành động của chúng tôi là những cái tri ân đến những người thợ mỏ đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp làm than. Và tại khu miếu mỏ đây thì cũng là một tuyên truyền các về cái truyền thống kỷ luật đồng tâm của người thợ mỏ cũng như là cái truyền thống của ngành than. Bia tưởng niệm thợ mỏ đây cũng là một cách để giáo dục, để mỗi khi những cái ngày kỷ niệm và có những sự kiện lớn là tập đoàn, lãnh đạo tập đoàn cũng như cán bộ nhân viên chức tập đoàn và các đơn vị về đây để dâng hương. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý và khai thác di tích địa điểm khai thác than đầu tiên là Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ. Như vậy, ngành than bên cạnh ngày truyền thống 12 tháng 11 nhớ về cuộc tổng đình công của hơn 3 vạn thợ mỏ chống lại sự hà khắc của bọn chủ mỏ thực dân năm 1936 với câu khẩu hiệu nổi tiếng "Kỷ luật và đồng tâm chúng ta sẽ thắng". Ngày nay, còn có ngày kỷ niệm mùng 10 tháng 1, ngày khai sinh ra ngành than khoáng sản Việt Nam từ năm 1840 với bức dụ cho phép khai thác than của vua Minh Mạng, ông tổ ngành than Việt Nam. Di tích này ở vùng than Đông Triều mãi mãi là niềm tự hào về lịch sử hình thành giai cấp công nhân mỏ và truyền thống lịch sử công cuộc khai mỏ của các thế hệ thợ mỏ ngành than Việt Nam. Không những là chúng tôi mà tất cả các thế hệ người lao động của TKV cũng như là lãnh đạo của TKV đều mong muốn cái khu bảo tồn di tích và phát triển lịch sử khai thác than đầu tiên của Việt Nam này được nâng cấp lên cấp quốc gia và được tổ chức xây dựng toàn bộ cái diện tích đã được nghiên cứu tạo thành một cái điểm tâm linh của ngành than và của địa phương để du khách có thể tham quan nhớ lại cội nguồn cũng như là nhớ lại những cái đóng góp của các thế hệ công nhân người lao động ngành than đối với sự nghiệp phát triển ngành than như ngày hôm nay. Sức mạnh kỷ luật và đồng tâm đã làm nên bản lĩnh của người thợ mỏ, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức. Sự phát triển bền vững của ngành than đóng vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Do vậy, di tích địa điểm khai thác than đầu tiên này không chỉ là công trình mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, nhớ về nguồn cội, mà còn là sự nhắc nhở các thế hệ ngành than hôm nay và ngày mai luôn chăm lo tốt hơn đến người lao động, đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tai nạn trong hoạt động khai thác than, đưa ngành than phát triển mạnh mẽ hơn.